Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin thay mặt cho bộ Vân mắt Đại học Hà Nội xin trao đổi với các bạn về hội chứng Pearson. Thì đúng ra bài chúng ta ngày hôm nay là cái bài về thoái hóa, một số hình thái thoái hóa của kết giác mạc. Tuy nhiên là trong cái buổi hôm trước chúng ta học về cái bệnh khô mắt thì còn một cái phần nữa, cái bệnh nguyên nhân mà gây ra khô mắt rất là nặng, hội chứng Pearson. Thì tôi xin phép được hôm nay được trao đổi với các bạn trước khi chúng ta vào cái bài chính của ngày hôm nay. Thì tại sao người ta lại gọi là hội chứng Stevenson? Thì năm 1922 có hai bác sĩ người Mỹ tên là Steven và Johnson thì đã mô tả một cái bệnh cảnh ở trên hai bệnh nhi mà có cái phát ban kèm theo với viêm dạ dày và viêm mắt, và từ đó thì người ta dùng cái hội chứng Steven Johnson này để đặt tên cho một cái bệnh cảnh rồi chúng ta sẽ trao đổi ngày hôm nay. Thế thì Stevenson là cái bệnh nó thuộc trong cái nhóm bệnh gọi là phản ứng quá mẫn, là một cái đáp ứng miễn dịch mà quá mức cần thiết khi mà có một yếu tố có hại xâm nhập vào cơ thể, thì cơ thể hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ có phản ứng nhằm mục đích là chống lại cái yếu tố gây bệnh đó. Thế và thường các cái phản ứng đó là có lợi. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì cái phản ứng này nó quá mức cần thiết và nó gây hại cho chính cơ thể, gây tổn thương cho chính cái mô của cơ thể của chúng ta, và có rất nhiều bệnh toàn thân cũng như bệnh mắt gây ra do cái phản ứng miễn dịch quá mức cần thiết này. Thế thì phản ứng quá mẫn thì nó có 4 tip, nó đặt tên là tip 1, tip 2, tip 3 và tip 4. Thì mỗi tip quá mẫn này thì ngoài cái gây tổn thương toàn thân thì đều gây ra những cái bệnh, gây những cái tổn thương ở mắt. Tip 1 thì là gọi là phản ứng quá mẫn tức thì. Thì đây là cái phản ứng quá mẫn và nó gây ra các hình thái viêm kết mạc dị ứng. Chúng ta có là viêm kết mạc dị ứng cấp, viêm kết mạc mùa xuân, viêm kết giác mạc cơ địa, giác mạc lưu niên, viêm giác mạc dị ứng mùa, và giác mạc kết mạc dị ứng khổng lồ. Đây là mấy cái hình thái mà viêm kết mạc dị ứng nó gặp trong cái phản ứng quá mẫn tức thì. Tip 2 người ta gọi là phản ứng quá mẫn qua trung gian bổ thể. Cái này gặp các bệnh ở mắt là bệnh gingivitis mà chúng ta hay biết với cái tổn thương sơ mạch bề mặt nhãn cầu. Thế và bệnh Blackmorean. Tip 3 là kháng nguyên kháng thể kết hợp và kháng khi kháng nguyên và kết hợp kháng thể thì nó lắng đọng ở mô và nó gây ra viêm mô mạch máu. Thì trong cái tip 3 này thì gặp cái bệnh gì? Thứ nhất là viêm củng mạc, thứ hai là viêm loét giác mạc vùng rìa, thứ ba là hội chứng Stevenson là cái bệnh mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau ngày hôm nay, và thứ tư là bệnh Borsch, viêm màng ngồi đào Borsch. Tip 4 là cái phản ứng quá mẫn muộn, hay còn gọi là phản ứng quá mẫn qua trung gian lympho T. Thì gặp rất nhiều cái bệnh tổn thương ở mắt, ngoài cái tổn thương toàn thân ra thì còn có viêm kết mạc bọc, những loại mảnh ghép, bệnh sarcoidosis, dị ứng do tiếp xúc với thuốc, một số cái hình thái viêm màng bồ đào và viêm nhu mô giác mạc do các nguyên nhân nội sinh như là herpes hoặc là tổn thương do lao. Thì hôm nay tôi sẽ nói kỹ hơn một chút về cơ chế của cái phản ứng quá mẫn tip 3, là cái phản ứng quá mẫn mà gây ra cái hội chứng Stevenson. Thì khi mà kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể thì hệ miễn dịch cơ thể sẽ tạo ra kháng thể để chống lại kháng nguyên đó. Thế và khi mà kháng nguyên tiếp xúc với cơ thể lần thứ hai thì kháng thể tại dịch ở mô hoặc là tại máu ấy, sẽ kết hợp với kháng nguyên tạo ra phức hợp kháng nguyên kháng thể. Phức hợp kháng nguyên kháng thể này sẽ qua trung gian của bổ thể sẽ hoạt hóa tiểu cầu hoặc là bạch cầu ưa ba dơ và tiết ra cái amin hoạt mạch. Amin hoạt mạch sẽ làm cho tăng cái tính thấm của mạch máu và làm cho các dịch trong mạch máu nó thoát ra bên ngoài, gây ra cái chuyện suy tuần hoàn. Thế ngoài ra thì cái kháng nguyên phức hợp của nguyên thể này sẽ lắng đọng ở thành mạch máu và lắng đọng ở các cái mô và gây độc và hoại tử cái mô và gây ra cái bệnh cảnh hoại tử mô, trong đó có cái hội chứng Stevenson. Thế thì về nguy cơ của cái bệnh Stevenson thì người ta thấy rằng là đây là bệnh khá là hiếm gặp
một cái nghiên cứu thống kê thì thấy rằng là trong 1 triệu người mới có 4,2 người bị thôi. Trước đây thì người ta xếp cái hội chứng Sanderson và cái hội chứng gọi là hoại tử thượng bì do ngộ độc, viết tắt của tiếng Anh là toxic epidermal necrosis, hội chứng hoại tử thượng bì do ngộ độc đấy, thì hai cái này xếp là hai bệnh ảnh khác nhau. Nhưng gần đây thì người ta xếp chung nó vào một nhóm, thấy là cái cơ chế nó giống nhau, xếp chung cùng một cái bệnh cảnh tương sản. Về nguyên nhân gây ra cái hội chứng Sanderson thì người ta thấy rằng là 50-70% là do thuốc, và tỷ lệ cái thuốc mà gặp cao nhất là cái kháng sinh sulfonamide và cái thuốc chống co giật. Ngoài ra thì nhiễm trùng cũng đóng vai trò gây ra cái hội chứng Sanderson này, đặc biệt là viêm phổi do mycoplasma và nhiễm trùng do herpes. Đây là cái bảng xếp các cái thuốc theo các nhóm nguy cơ, thì cái thuốc mà có nhóm nguy cơ cao gây ra Sanderson thì gồm có allopurinol, có carbamazepine là cái thuốc mà chống co giật đấy, rồi cái thuốc chống viêm nonsteroid cũng xếp trong cái nhóm này. Và cái nhóm nonsteroid mà gây cái nguy cơ cao đó là cái nhóm oxycam, ví dụ như là meloxicam, rồi sulfamethoxazole là cái thuốc mà chúng ta hay có cái biệt dược là cái bisoprolol đấy, trước đây hay dùng để trong những hợp mà bị viêm đường tiêu hóa, viêm ruột thì hay dùng cái này, cũng nguy cơ rất là cao trong cái nhóm các nhóm thuốc. Sulfasalazine cũng là một cái thuốc mà gây ra cái nguy cơ cao của Sanderson. Thì cái nhóm thuốc nguy cơ mình gây ra Sanderson thì có cái các cái nhóm kháng sinh, cephalosporin, macrolide, ví dụ như erythromycin chẳng hạn, hoặc là quinolone. Quinolone là cái thuốc mà được dùng khá phổ biến hiện nay do cái phổ kháng khuẩn rộng, và hầu hết các thuốc kháng sinh nhỏ tại mắt đơn độc hiện nay là cái nhóm quinolone, thì chúng ta hết sức cẩn thận. Rồi tetracycline thì trước đây chúng ta dùng rất nhiều để điều trị bệnh mắt hột, bây giờ thì dùng ít hơn. Tetracycline cũng dùng cái nhóm khác, thì oxytetracycline hoặc là cái doxycycline, và cái thuốc chống viêm nonsteroid, cái nhóm acetic acid là diclofenac thì nó gây ra cái nguy cơ trung bình. Nhóm thuốc mà không có nguy cơ gây ra cái Sanderson thì có các cái thuốc điều trị tăng nhãn áp, ví dụ như là beta blocker, ví dụ như ức chế men AC, rồi chặn kênh canxi, thuốc cải thiện kênh canxi vân vân, là những cái thuốc mà ít nguy cơ, và cái thuốc chống viêm nonsteroid mà ít nguy cơ, hầu như không có nguy cơ gây ra cái phản ứng cái hội chứng Sanderson, đó là cái ibuprofen, tức là propionic acid, thì nó không có gây ra nguy cơ bị thuốc. Trước khi mà bệnh toàn phát thì nó có một số cái dấu hiệu tiền triệu. Cái dấu hiệu tiền triệu này có thể là nhẹ hoặc có thể là nặng. Nhẹ thì bệnh nhân có biểu hiện sau khi dùng cái thuốc hoặc nguy cơ gì đó thì bệnh nhân có thấy mệt mỏi, sốt, đau đầu hoặc là có triệu chứng của viêm đường hô hấp trên. Và thường xuất hiện trước khi cái tổn thương ở mắt và da, tức là sau một vài ngày. Từ vài ba ngày thì có triệu chứng này, sau đó mới biểu hiện. Hoặc là có những trường hợp thì cái tổn thương biểu hiện khá nặng, ví dụ như bệnh nhân có sốt cao, có thể có đau cơ, có buồn nôn và nôn, tiêu chảy, đau khớp luân chuyển, tức là lúc thì đau khớp này, lúc thì đau khớp kia, và có thể có kèm theo với viêm thanh quản. Đấy là triệu chứng mà bệnh nhân trước khi biểu hiện toàn thân thì nó có triệu chứng này, và chúng ta cần hết sức lưu ý nếu bệnh nhân dùng một cái thuốc gì đó là có nguy cơ cao, và sau đó bệnh nhân có biểu hiện như toàn thân như thế này thì chúng ta phải cần cảnh giác, là có thể đấy là sẽ dấu hiệu biểu hiện ban đầu của một hội chứng Sanderson. Sau vài ngày có dấu hiệu của tiền triệu đấy thì bệnh nhân có đến cái giai đoạn là toàn phát. Thì toàn phát thì tổn thương biểu hiện của tổn thương niêm mạc, thì tổn thương niêm mạc có thể xuất hiện cùng hoặc là sau tổn thương da. Tổn thương da bây giờ đầu tiên là tổn thương niêm mạc. Thì niêm mạc thì có thể tổn thương, thì sẽ tổn thương tất cả các hệ thống niêm mạc của cơ thể. Đó là niêm mạc miệng, niêm mạc đường tiêu hóa, niêm mạc đường hô hấp, niêm mạc sinh dục tiết niệu, và đặc biệt là mắt có cái tổn thương kết mạc và biểu mô giác mạc. Nếu như không điều trị gì, bệnh nhân có thể may mắn mà sống sót. Bệnh nhân điều trị mà còn sống được ý, thì nó sẽ tự khỏi sau 4 đến 6 tuần, và nó chuyển sang giai đoạn sau, giai đoạn mãn tính hay còn giai đoạn di chứng. Vì vậy
Và chúng ta với những bệnh nhân mà có hội chứng biểu hiện toàn thân của dấu hiệu Sơn Dương Sơn là có biểu hiện tổn thương trên da, có biểu hiện trên niêm mạc miệng vân vân, thì chúng ta phải luôn luôn quan tâm đến khám mắt. Bởi vì theo nghiên cứu thấy rằng là cái tổn thương, mức độ tổn thương da và mắt nó không liên quan đến nhau. Có những người tổn thương ở da rất là nặng nhưng mà mắt lại không tổn thương rất là nhẹ. Ngược lại, ở trên tổn thương toàn thân thì không có gì nghiêm trọng nhưng mà ở mắt tổn thương rất là nặng. Chúng ta phải khám, phải theo dõi. Đây là một số cái tổn thương trên da của cái hội chứng Sơn Dương Sơn. Thì chúng ta thấy là đây là hình thái ban đỏ, đa hình thái, có tổn thương hình bia bắn, tức là cái tổn thương da nó bị đang bị ban đỏ lên ở giữa, có cái tổn thương hơn giống như hình bia bắn. Đây là cái tổn thương bọng và ban đỏ, cái đốm xuất huyết. Hình thái và kích thước thì không đều. Chúng ta nhìn ở đây thấy có thể thấy những cái tổn thương, có những tổn thương bọng rất là to, nhưng mà có tổn thương thì bọng nhỏ hơn, nó không đều. Và đặc biệt là cái hội chứng ly thượng bì, cái hội chứng hoại tử thượng bì, thì thấy toàn bộ cái thượng bì nó bị bong trật ra ngoài, bong hết ra và lộ cái tổn thương cái tổ chức của da bên dưới. Đây giờ rất là nặng, có biểu hiện tổn thương da, tổn thương cả các niêm mạc hô hấp vân vân, của nhân phải đặt nội khí quản để duy trì cái đường thở. Về tổn thương toàn thân thì bệnh nhân có biểu hiện tổn thương niêm mạc, chúng ta biết đã biết rồi, có tổn thương trật ở môi rất là nặng, niêm mạc miệng cũng trật rất nặng, và kết mạc của niêm mạc đường sinh dục. Và cái tổn thương toàn thân là cái tổn thương nổi bật mà giúp mà làm cho bệnh nhân phải đến ngay lập tức đến viện, và cũng như bác sĩ tập trung vào để cứu chữa bệnh nhân, và nó có thể ảnh hưởng tính mạng bệnh nhân. Đó là những triệu chứng sốt rất cao, có xét nghiệm có tăng bạch cầu, có suy thận và nguy cơ nhiễm trùng rất là cao. Bệnh nhân mà bị bộ niêm mạc và da mi bị trật như vậy, tức là mất cái khả năng bảo vệ của cơ thể đối với môi trường xung quanh, đồng thời bệnh nhân lại có sức, trong tình trạng như vậy sức đề kháng rất là kém, vì vậy là rất dễ bị tổn thương nhiễm trùng. Và ngoài ra thì có thể kèm theo các vết khối động mạch phổi, rồi bệnh nhân bị chảy máu dạ dày ruột do bị trật cái biểu mô niêm mạc dạ dày và ruột, và bệnh nhân thường bị tử vong bởi các triệu chứng toàn thân nặng như này. Chính vì vậy mà trên thực tế chúng ta thấy là rất nhiều bệnh nhân là bị bỏ sót cái tổn thương ở mắt, và khi chúng ta phát hiện ra được mắt thì đã giai đoạn quá muộn và chúng ta không thể có cứu chữa được. Thì khi mà bị tổn thương toàn thân nặng thì bác sĩ thường tập trung cứu chữa cái tình trạng toàn thân, ít quan tâm đến những cái tổn thương khác. Ở mắt thì cái tổn thương nó có nhiều tổn thương khác nhau và nó không liên quan đến mức độ tổn thương da và toàn thân. Người ta thấy rằng là trong thời gian nằm viện thì có 24% các trường hợp bệnh nhân là có tổn thương nặng ở mắt, trong đó thì trong cái tổn thương nặng đó thì có 69% là Sơn Dương Sơn, 5% là hoại tử thượng bì. Thế và cái tổn thương ở mắt ấy, thì nó chia làm hai giai đoạn, đó là giai đoạn cấp tính và giai đoạn mãn tính. Và chúng ta lại lưu ý lại một điều là cái tổn thương ở mắt và tổn thương toàn thân nó không liên quan đến nhau. Chúng ta thấy thực tế là có những bệnh nhân khi khám ấy, nhân bị cái toàn thân thập tử nhất sinh. À, khi bệnh nhân khỏi rồi thì đến khám mắt ta thì thấy là cái tổn thương trên mắt nó rất là nhẹ thôi, cái viêm kết mà tổn thương kết mạc giác mạc rất là nhẹ. Ngược lại những bệnh nhân thì tổn toàn thân rất là nhẹ nhưng đến chúng ta thì rất là nặng, mắt rất là nặng. Thì tổn thương chia làm hai giai đoạn, giai đoạn cấp tính là nó trong khoảng 2 đến 6 tuần, kèm theo với tổn thương bong ở da và niêm mạc. Sau giai đoạn này thì cái gọi là giai đoạn vàng để cứu con mắt, và chúng ta cần phải can thiệp điều trị mắt trong vòng 10 ngày đầu để tránh các biến chứng hình thành sẹo sơ sau này. Nếu chúng ta bỏ qua cái giai đoạn vàng này trong khoảng 2 tuần đầu thì sau đó thì khi mà nó chuyển sang giai đoạn mãn tính, giai đoạn di chứng rồi, chúng ta hầu như các lỗ lực chúng ta đều không có giá trị, ít có giá trị để cứu chữa, cứu lại lực của nhân trong những trường hợp mà bị cái hội chứng Sơn Dương Sơn nặng. Giai đoạn mãn tính là khi qua được cấp tính rồi thì nó chuyển sang giai đoạn mãn tính, thì thường sau khoảng 2 tuần, và nó tiến triển đến cuối cuộc đời bệnh nhân và hình thành sẹo sơ của rất nhiều biến chứng sau này. Khi ở giai đoạn tính nó sẽ có biểu hiện là biểu hiện một cái viêm kết mạc cấp và không nhiễm trùng. Thì cái viêm tổn thương ở viêm kết mạc cấp ở mắt thì có thể xuất hiện cùng hoặc là xuất hiện trước cái tổn thương của da và niêm mạc, các niêm mạc khác. Nhẹ thì nó sẽ có biểu hiện là cương tụ kết mạc bình thường như một cái viêm kết mạc bình thường thôi. Và nặng thì chúng ta thấy là chóc toàn bộ biểu mô bề mặt thẳng cầu, rồi chóc kết mạc sụn mi, bờ mi, và có trường hợp có thể gây thủng giác mạc,
loét nhuyễn cái thủng giác mạc và thậm chí có thể gây bội nhiễm, gây thêm nội nhãn. Và hậu quả để lại là sau này sẽ mất toàn bộ cái lông mi ở bờ mi, đồng thời có dính mi cầu. Bởi vì khi mà kết mạc nó chóc, bề mặt kết mạc nó chóc ra như vậy, thì cái phần mà ở mặt sau của mi và mặt bề mặt và kết mạc của nhãn cầu không có biểu mô, nó áp vào nhau, nó dính và nó tạo thành cái sơ dính, và do đó nó dính lại với nhau và tạo thêm một cái dính mi cầu. Đấy là biến chứng rất nặng mà nguy cơ gây ra mất thị lực sau này. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy có xuất hiện của cái phản ứng viêm màng màu đào, tuy nhiên thì hiếm gặp thôi. Và cái thời gian này thường kéo dài trong khoảng 2 đến 4 tuần. Giai đoạn mãn tính, khi mà đã qua giai đoạn cấp rồi thì nó bắt đầu hình thành các sợi sơ của kết mạc và có dính mi cầu. Dính mi cầu này sẽ làm cho cái mi nó bị co kéo, cái sụn mi nó co, kết mạc nó co kéo, sụn mi nó quặp lông mi vào trong và gây ra lông siêu. Và với những bệnh nhân như này thì gây ra một cái tổn thương phim nước mắt rất là nặng. Tại sao lại tổn thương phim nước mắt rất nặng? Và tại sao chúng ta lại không xếp nó vào một cái bệnh khô mắt thông thường? Vì với chúng ta biết là với hôm trước bài trước chúng ta đã được học, tức là phim nước mắt thì gồm có 3 lớp, thì gồm có lớp nhầy, lớp nước và lớp lipid, đúng không ạ? Cái lớp nhầy thì do lớp tế bào hình đài tiết ra, và tế bào hình đài thì nằm rải rác trên bề mặt của bề mặt nhãn cầu, kết mạc của nhãn cầu. Khi mà có cái tổn thương sơn nặng thì toàn bộ cái tế bào bị phá hủy, như vậy chúng ta sẽ mất cái lớp nhầy. Thứ nữa là cái tuyến lệ thì có thể là không ít bị ảnh hưởng bởi cái bệnh lý này. Tuy nhiên thì các ống tuyến nơi mà đổ ra cái bề mặt nhãn cầu ấy, ở cái vùng bờ đấy vân đấy, thì nó lại bị sơ chít lại, và mặc dù cái tuyến lệ có tiết ra được nước mắt thì cũng không tiết ra được bề mặt, cũng không thể tiết ra được bề mặt nhãn cầu. Đấy là chúng ta sẽ mất cái lớp nước. Và cuối cùng là cái lớp lipid. Thì ngoài cái chuyện tổn thương của lớp lipid này, thì ngoài cái tổn thương của cái sụn, cái tuyến sụn, cái bơ vít, thì cái bờ mi nó bị sừng hóa, nó bị sừng hóa nặng thành sẹo. Và như vậy thì cái lipid, mặc dù tuyến lipid có thể vẫn tiết ra được, cái lipid thì nó không đổ ra bề mặt nhãn cầu được. Như vậy với chưa kể là cái bề mặt nhãn cầu nó bị tổn thương nữa. Chúng ta lần trước chúng ta đã học rồi, để có một cái phim mắt bình thường thì phải có mấy yếu tố, như là có bề mặt nhãn cầu bình thường này, có lớp nước, lớp lipid và lớp nhầy là bình thường này, và mi bình thường, và cái động tác chớp mắt là bình thường, đúng không ạ? Đây tất cả các yếu tố này đều bị tổn thương cả. Các lớp của phim nước mắt đều cũng bị tổn thương, không có thể tiết ra được nữa. Mi thì bất thường, chớp bất thường, và bề mặt nhãn cầu cũng bất thường nữa. Vì vậy mà nó gây ra một cảnh khô mắt rất là nặng. Và đây là cái yếu tố mà dẫn đến những thất bại trong quá trình sau này mình điều trị cái di chứng của nó. Và sừng hóa bờ mi. Và những cái này, những cái tổn thương này, khi bệnh nhân chớp mắt kích thích vào cái mãn tính lên bề mặt nhãn cầu và gây tổn thương biểu mô khó hàn gắn. Ở buổi hôm trước khi chúng ta học về cơ chế của khô mắt thì trong đó có cái cơ nên đi qua quá. Có những trường hợp thì nó chỉ tổn thương nhẹ thôi, và dối loạn chức năng bề mặt nhãn cầu nhẹ, bệnh nhân chỉ nhìn mờ hơn thôi, chúng ta vẫn có thể duy trì thị lực bệnh nhân. Còn trường hợp rất nặng thì có thể gây mù. Và cái tiên lượng của cái biến chứng này di chứng này thì phụ thuộc vào, thứ nhất là cái tổn thương ban đầu của mắt nặng hay nhẹ, và cái quan trọng nữa là phụ thuộc vào cái điều trị của chúng ta có điều trị sớm ấy.
là khi mà biểu bao như vậy thì nó nhất là có nguy cơ nhiễm trùng rất là nhiều, cái thứ hai là nó sẽ có nguy cơ dính, tại vì những cái vùng mà không được bao phủ bởi biểu mô sẽ dính vào nhau, nếu mà nhắm mắt nhiều. Và chúng ta cần lưu ý là mức độ nặng ở mắt không liên quan đến mức độ nặng của dao toàn thân, vì vậy mà chúng ta không dựa vào cái tổn thương nặng của toàn thân để chúng ta có thái độ xử lý mắt, mà bất cứ trường hợp nào khi có bệnh Sjogren là chúng ta phải xử lý mắt và điều trị cẩn thận. Và cái mức độ tổn thương thì nó có từ nhẹ là sung huyết kết mạc đến bong toàn bộ niêm mạc mắt và mi, và cái mức độ nặng thay đổi rất nhanh trong một thay đổi rất nhanh trong vài ngày, tức là đầu tiên chúng ta khám bệnh nhân thấy nó tôi nhẹ thôi, chúng ta có thể chủ quan vài hôm sau nó sẽ biến chuyển nặng lên, tức là không phải duy trì cái mức độ cùng mức độ đấy trên suốt một quá trình điều trị của bệnh nhân. Giai đoạn cấp tính thì chúng ta khám và khám hết sức cẩn thận, khám kỹ cái kết mạc sụn mi cùng đồ và những cái tổn thương mà có thể gây dính nhãn cầu để hạn chế vận nhãn, chúng ta phải rửa cùng đồ hàng ngày. Thế và cái phòng dính mi cầu rất là quan trọng, vô cùng quan trọng, tại vì nếu chúng ta để biến chứng dính mi cầu xảy ra thì sau này chúng ta sẽ rất khó khăn để điều trị cái di chứng của nó. Cách là như thế nào, chúng ta phải tách dính mi cầu hàng ngày, tại vì qua một ngày thôi là các mi và nhãn cầu đã dính với nhau rồi. Và thường kinh nghiệm thì chúng ta như ở khoa giác mạc, như là các bác sĩ khoa mắt của viện Bạch Mai ấy, khi mà điều trị cho bệnh nhân bị Sjogren thì người ta dùng cái que thủy tinh có cái nhỏ một cái đầu dẹt và nó tù ấy, thì người ta lách vào giữa mi và nhãn cầu để tách cái mi nhãn cầu ra hàng ngày. Sau đó thì chúng ta tra các dinh dưỡng kháng sinh và cortisone, và để nó tránh cái hàng ngày, chúng làm hàng ngày như vậy đến khi mà nó qua cái giai đoạn cấp đi. Thế và cái ghép màng ối sớm là vô cùng quan trọng. Chúng ta nói là ghép màng ối sớm là cái chuẩn vàng để điều trị cái di chứng, giúp ngăn ngừa cái di chứng của hội chứng Sjogren, và cái này chỉ có tác dụng trong vòng một tuần đầu thôi. Tuy nhiên thì có một cái điều rất bất lợi đối với chúng ta là gì, là khi trong giai đoạn cấp tính thì bệnh nhân đang là trong giai đoạn rất nặng toàn thân, và vậy chúng ta không thể đưa bệnh nhân lên trên phòng mổ để làm được. Vì vậy mà người ta nghĩ ra những cái biện pháp là có thể làm ở tại chỗ, tại giường của bệnh nhân. Nó đặt cái màng ối, đây là chúng ta gọi là cái prokera, đó là cái màng ối được căng trên một cái vòng ống nhựa. Thì khi mà đặt cái vòng này vào trong mắt ý, thì cái vòng nhựa nó sẽ căng vào cùng đồ bệnh nhân, và toàn bộ cái màng ối này nó sẽ phủ lên mặt nhãn cầu. Nó làm như cái màng ngăn không cho cái mi và nhãn cầu nó dính với nhau. Còn tất nhiên lý tưởng thì chúng ta phải phẫu thuật, ta lấy hết toàn bộ, tách hết toàn bộ cái tổn thương kết mạc hoại tử đi, chúng ta thay vào màng ối, nhưng mà điều đó không tưởng. Khi mà bệnh nhân đang phẫu tử nhân sinh như vậy, chúng ta không thể là điều trị mắt như vậy được. Chúng ta phải buộc phải làm này. Thế và nó có, và sau đó chúng ta theo dõi chặt chẽ và dùng cortisone liều cao tại chỗ giúp cho giảm tổn thương ở nhãn cầu. Và có thể là tiêm triamcinolone dưới kết mạc, tuy nhiên nó hơi khó, vì những trường hợp như này thì cái kết mạc nó thường bị tổn thương. Và có một cách nữa, khi mà cái vòng này rất là đắt, tôi nhớ rõ tiền rất là đắt, thì chúng ta có một cách là người ta dùng một cái ống nhựa mà biệt cái đầu của cái kim bướm, kim truyền bướm, cái ống đứt nhỏ đấy, và người ta cắt ra. Thì cái này nó có ưu điểm là gì, người ta có thể cắt cái vòng để tặng cái vòng mà nó phù hợp với từng mắt của bệnh nhân, thì vì có bệnh nhân thì mắt to, bệnh nhân bé mà, thì sau đó tạo cắt cái vòng đó và người ta phủ cái màng ối lên trên nhãn cầu, đặt cái vòng ở trong đấy, cái vòng đấy sẽ căng vào cái cùng đồ và làm cho cái màng ối nó bám, nó căng trên bề mặt nhãn cầu và tạo nên cái lớp màng ngăn. Thì đây các bạn sẽ xem một cái video tôi quay được khi tôi đi hội nghị, người ta làm cũng rất là đơn giản thôi. Đây người ta làm căng cái màng ối lên trên một cái vòng, sau đó người ta đặt màng ối lên trên bề mặt nhãn cầu và đặt cái vòng đấy vào trong. Sau khi màng ối đặt vào trên bề mặt nhãn cầu rồi, cái màng ối sẽ căng vào trong cùng đồ và làm cho giúp cho cái màng ối nó căng lên trên bề mặt nhãn cầu. Cái này các bạn hoàn toàn có thể làm được tại giường của bệnh nhân, rất đơn giản. Và khi mà đến giai đoạn mãn tính, tức là giai đoạn sơ hóa về nhãn cầu rồi, gây khô mắt rất là nặng, trở nên khô mắt rất nặng rồi, thì mục đích là chúng ta phục hồi giải phẫu và chức năng của mi và cùng đồ, đồng thời cải thiện cái chức năng nước mắt và phục hồi bề mặt nhãn cầu. Thì tuy nhiên đến giai đoạn này rồi thì chúng ta cái tiên lượng của điều trị rất là kém. Chúng ta có thể cố gắng tách dính mi rồi nhãn cầu và ghép màng ối vào thì có thể tách được mi nhãn cầu, nhưng mà chúng ta biết rằng chức năng bề mặt nhãn cầu là được duy trì bởi cái lớp nước mắt. Ở những nhân này thì cái lớp nước mắt nó bị hỏng, chúng ta không thể nào hồi phục được. Chúng ta có dùng nước mắt nhân tạo thì cũng không thể hồi phục được cái
cái phim nước mắt như bình thường, và dần dần rồi nó sẽ sơ hóa trở lại và cắt cái tổn thương trở lại. Còn nếu bệnh nhân có lông siêu thì chúng ta có thể có, chúng ta phải nhổ lông siêu, có thể đốt điện, đốt laser, và chúng ta dùng cái phẫu thuật là ghép niêm mạc môi ở bờ mi, sapeco để cái bờ mi nó vảnh ra. Nếu mà quặng do sẹo hoặc là sừng hóa kết mạc gây tổn thương cơ học của giác mạc như tân mạch, tổn sẹo giác mạc, chúng ta phải bổ quặng để xử lý, rồi tách dính nhét bằng ối và ghép niêm mạc miệng, và chúng ta có thể ghép giác mạc. Tuy nhiên dưới trường hợp này thì ghép giác mạc thì tiên lượng hầu như là không tốt. Đây là một số cái hình ảnh mà chúng ta di chứng rất là nặng, thường những bệnh nhân này là bệnh nhân bị bỏ sót với tổn thương toàn thân rất nặng, và khi người ta điều trị cái mặt rất ổn định và chúng ta bắt đầu mà xem đi mắt thì đã rất khuẩn rồi, lộ cái sơ mạch bề mặt nhãn cầu kèm theo với dính mi cầu rất là nặng. Đây báo thấy rằng là bề mặt nhãn cầu có dấu hiệu sừng hóa, là nó khô, không có nước mắt bao phủ và sừng hóa. Dấu hiệu này thì chúng ta có thể phẫu thuật tách dính mi cầu này, tách dính lấy bỏ cái sơ và ghép màng ối, cũng như là ghép một số hiện nay thì có thể ghép các tế bào nuôi cấy vân vân. Và ở đây chúng ta thấy là cái bờ mi nó cũng bị sừng hóa, ta không có thể kết được cái lipid từ cái tuyến lipid nữa, và trường như này rất là nặng. Thế ngoài ra chúng ta có thể điều trị những cái di chứng khác, như tắc hoặc chít hẹp lệ quản hoặc ống lệ mũi, thì ta có thể mổ, tuyên chỉ mổ khi mà có viêm hoặc gây chảy nước mắt mà thôi. Có thể dùng nước mắt nhân tạo, đúng không? Không có chất bảo quản, huyết thanh tự thân và ghép tế bào nguồn giác mạc như tôi nói, thì thực ra những cái này thì tiên lượng nó không tốt. Ở trên đây là đây là một số cái vấn đề liên quan. Thực ra là hội chứng Sơn Johnson thì rất là phức tạp về cơ chế bệnh sinh vân vân, nhưng mà trên lâm sàng chúng ta nên lưu ý, chỉ cần lưu ý một số cái điều đó. Và xin nhớ lại là khi bệnh nhân có bị hội chứng dị ứng thuốc chúng ta hay gặp ấy, là cái hội chứng Sơn Johnson ấy, thì chúng ta phải quan tâm ngay đến cái tổn thương tại mắt và chăm sóc nó. Kể cả tổn thương nhẹ chúng ta phải chăm sóc và theo dõi rất cẩn thận, bởi vì chúng ta chỉ bỏ qua giai đoạn đầu, giai đoạn cấp tính khoảng 1-2 tuần đầu thôi, là sau đó chúng ta điều trị rất khó khăn cái di chứng của nó, và hầu như chúng ta không đem lại hiệu quả nhiều với cái điều trị di chứng sau này nữa. Thì đấy là hết cái bài đầu tiên. Thì các bạn, chúng ta có dành khoảng 15 phút để các bạn có hỏi câu hỏi gì trước khi chúng ta đến cái bài thứ hai. Thế có một câu hỏi là sau khi ghép màng ối thì chúng ta sẽ chăm sóc nó như thế nào, thì nó gần giống như cái ghép màng ối điều trị các nguyên nhân khác thôi. Thứ nhất là chúng ta sau ghép màng ối chúng ta thường phải đặt kính tiếp xúc để giảm cái, để cho cái biểu mô tốt hơn. Thế và chúng ta dùng kháng sinh, dùng chống viêm, có thể dùng cortisone, dùng dinh dưỡng và theo dõi tình trạng biểu mô hóa bên trên của cái màng ối, và màng ối có bám tốt hay không, vân vân. Và quan trọng là chúng ta xem là cái màng ối nó có đóng vai trò, có đảm bảo cái vai trò nó không có tách dính giữa mi và nhãn cầu hay không, theo dõi cái dấu hiệu đó. Có bạn hỏi là bệnh nhân Sơn Johnson thì có được tra mỡ cortisone, có kháng sinh để chống dị ứng hay không, liệu có gây phản ứng dị ứng gì không. Thì cái này chúng ta có thể tra được, nhưng mà cái thuốc đấy mà chắc chắn nó không có gây dị ứng. Còn tất nhiên là nếu bệnh nhân mà có dị ứng cái thuốc kháng sinh đấy thì chúng ta không nên tra cho bệnh nhân. Thì có
có thể tra được, không sao cả. Để nó vừa chống, nó vừa là chống cái nhiễm trùng khi mà ăn cơm. Thì thường khi bệnh nhân hội chứng Hương Sơn, chúng ta đã biết, chúng ta có thể xác định được là thường xác định được cái nguyên nhân, cái loại thuốc gì mà gây ra cho bệnh nhân rồi. Dùng kính, các bạn hỏi là dùng kính súc mềm thay cho màng ối giai đoạn cấp của có được không, thì cái màng, cái kính súc mềm thì nó nhỏ lắm bạn, nó chỉ có hầu như nó chỉ che được phần giác mạc thôi. Ở đây chúng ta cần thiết là để bao che phủ toàn bộ gần nhãn cầu để tránh cái dính của kết mạc của nhãn cầu, do đó mà cái tiếp xúc nhỏ không đủ. Cái thứ hai thì màng ối chúng ta biết rằng nó rất nhiều tác dụng, ngoài cái chuyện là che phủ, ngăn cái chống được cái dính, thì màng ối nó còn có rất nhiều tác dụng mà được áp dụng, ví dụ như là nó kích thích biểu mô hóa này, chống viêm, chống dị ứng, ức chế sẹo, ức chế sơ. Thứ hai, các bạn khi mà học về màng ối thì sẽ thấy là nó có 7 tác dụng, ngoài cái chuyện là chúng ta áp dụng trong cái việc chúng ta dùng trong khi mà điều trị cái loét nô liền ấy, khép màng ối lên ấy, thì nó có tác dụng là kích thích biểu mô hóa này, tạo nền cho biểu mô phát triển này, ức chế viêm này, ức chống chống nhiễm trùng này, ức chế tân mạch, ức chế tình sẹo, vân vân. Thì những cái đấy nó có thể có tác dụng tốt trên bề mặt nhãn cầu. Vì vậy là cái màng ối ngoài có tác dụng mà để chống cái dính nghi cầu thì còn có tác dụng là giúp cho cái bề mặt nhãn cầu nó hồi phục tốt hơn. Trong trường hợp này thì kính tiếp xúc thì không có tác dụng vì kính nó quá nhỏ để có thể ngăn được cái dính nghi cầu. Cái điều trị cortisone liều cao trong trong cái Hương Sơn thì nó có này có rất nhiều tranh cãi. Đấy, như tôi trình bày trong cái bài giảng này thì có tác dụng có lợi và có hại. Và cái này thường người ta điều trị khi bệnh nhân nằm viện, đó là khi mà được theo dõi chặt chẽ bởi các bác sĩ nội khoa. Chứ mình thì mắt mình thì cũng không nên dùng toàn thân khi mà cho bệnh nhân. Về mà các bạn hỏi là cái dùng cortisone trong loét giác mạc Hương Sơn thì chúng ta loét giác mạc trong Hương Sơn cũng như là loét giác mạc trong miễn dịch thì nó là loét tự miễn, là loét do tiêu mô. Thế còn chúng ta cần phải phân biệt giữa cái loét đấy và loét nhiễm trùng. Nếu mà cái loét giác mạc là nhiễm trùng chúng ta tuyệt đối không dùng cortisone. Thế còn và nói chung khi mà loét giác mạc mà có tiêu mô thì đã không nên dùng cortisone trong giai đoạn đó. Thì thường là dùng trong khi mà nó có viêm chợt về mô giác mạc mà thôi. Loét giác mạc phải hết sức cẩn thận vì cái khi mà loét giác mạc mà nhất là có tiêu mô rồi thì cái cortisone ức chế cái tăng sinh của nguyên bào sợi, tăng sinh của nguyên bào sợi giác mạc, nó làm cho chậm quá trình liền của giác mạc. Do đó mà khi mà dùng cortisone trên bệnh nhân mà loét nhiễm trùng, loét miễn dịch thì lợi ích cập hại, ta có thể ức chế được cái phản ứng miễn dịch nhưng mà nó lại gây ra tăng cái nguy cơ loét thủng. Nếu chúng ta không còn câu hỏi gì nữa cho bài trước, chúng ta sẽ sang một cái bài là bài tiếp theo là một số thoái hóa kết mạc và giác mạc. Thì thoái hóa kết mạc và giác mạc thì nó có rất nhiều hình thái khác nhau. Tuy nhiên thì hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một số cái hình thái mà chúng ta thường gặp trên lâm sàng. Thứ nhất, chúng ta đi đến một số cái khái niệm. Thứ nhất là khái niệm thế nào là thoái hóa. Thì thoái hóa được khái niệm là sự giãn hóa hoặc sự xuống cấp của một mô hay một cơ quan, và nó gây ra, từ cái đấy nó gây ra cái tổn thương về cấu trúc cũng như chức năng của cơ quan đó. Thoái hóa thì có thể gặp do tuổi, biết rồi, khi mà tuổi càng cao, tuổi càng già thì tất cả các cơ quan nó có thể được thoái hóa đi, không chỉ gì ở mắt và kết mạc mà cả. Và cái thứ hai nữa thì thoái hóa có thể xảy ra sau những cái tác động từ yếu tố bên ngoài, yếu tố nội sinh hoặc ngoại sinh thì nó gây ra các thoái hóa. Và đặc điểm chung của các thoái hóa là nó xuất hiện muộn.
hay ở cái vùng rìa, vùng chu biên của tổ của cái mô trước, và nó liên quan, có thể liên quan đến viêm, có thể liên quan đến tân mạch. Và tốc độ của cái thoái hóa nhanh hay chậm thì nó tùy thuộc vào cái hình thái. Và phần lớn các cái thoái hóa ở kết giác mạc ấy, tôi thấy là nó tiếp xúc cái yếu tố mà tiếp xúc lâu dài với tia cực tím, ánh nắng mặt trời ra, thì nó có liên quan đến những một số cái thoái hóa của kết mạc của giác mạc. Cái thoái hóa kết mạc thì khi mà tuổi càng cao ấy, thì kết mạc nó sẽ thoái hóa như thế nào? Thứ nhất là người ta thấy rằng là kết mạc nó sẽ mỏng hơn kết mạc, và nó giảm tính trong suốt. Khi ta nhìn thấy những người trẻ 18-19 tuổi thì mắt rất là đẹp, mắt veo, đúng không? Lòng trắng, lòng đen rõ ràng. Thế nhưng mà ở người già thì chúng thấy rằng là cái phần lòng trắng là phần củ mạc ấy, nó vẫn đục dần đi, thấy nó mờ, nó không còn trong suốt nữa, thì do cái nó giảm cái tính trong suốt của kết mạc. Và khi làm mô bệnh học ấy, thấy là cái lớp biểu mô nó dày hơn thường, dày lên hơn, và cái lớp dưới biểu mô thì lại bị teo đi. Và nó có hiện tượng thoái hóa hyalin kèm theo lắng đọng với lipid cũng như là mất các sợi chun. Và những cái tổn thương này nó làm cho cái kết mạc nó nhẽo, nó không còn căng cái răng cầu nữa mà nó nhẽo, nó trùng. Làm đôi của số trường hợp thì chúng ta sẽ gặp là cái hình thái nhẽo kết mạc đó. Khi mà kết mạc nó còn căng nữa, nó nhẽo ra, và nó gây ra một số cái tổn thương trên bề mặt răng cầu. Và đôi khi chúng ta có thể thấy là có cái giãn mạch như là vi phình mạch ở kết mạc. Thì nếu ta gặp như thế này, nếu một người tự nhiên đến thấy có một cái nám mạch nó phình ra, tạo thành ra như thế, thì có thể đấy là cái thoái hóa bình thường, bởi vì cái mạch nó yếu, cái thành mạch nó yếu, nó giãn ra. Đấy là cái bình thường trong tuổi thoái hóa kết mạc mà thôi, cao tuổi. Thế thì tôi xin trình bày một số cái hình thái thoái hóa kết mạc mà chúng ta thường gặp. Thì đầu tiên là cái bệnh mộng thịt, xếp vào một thoái hóa của kết mạc. Bệnh là hai quanh quanh villa, hay còn gọi là cái thoái hóa kính của kết mạc, rồi xa nhẽo kết mạc, có sạn vôi kết mạc và nang trong kết mạc. Bệnh đầu tiên chúng ta rất hay gặp đó là bệnh mộng thịt. Thì đây được xem là một cái thoái hóa của kết mạc, thì nó làm cái khối tăng sinh của kết mạc. Cái này thì nói ai cũng biết, cái này tôi gặp nhiều rồi. Thì làm cái khối tăng sinh từ kết mạc và đi ở vùng khe mi, và nó phát triển xâm lấn vào trong, xâm nhập vào trong giác mạc. Thì nó gặp rất phổ biến ở nước ta. Có những nghiên cứu thấy rằng là ở nước Việt Nam mình thì có hơn 5% dân số nó bị mộng, và trong đó tập trung rất nhiều ở những cái vùng mà tiếp xúc nhiều với nắng mặt trời, rồi gió bụi cát vân vân, thì cái vùng ven biển gặp nhiều, chứ miền núi thì lại tỷ lệ mộng thì ít hơn. Thế và hay gặp là cái mộng góc trong, và chúng ta có thể gặp cả mộng góc ngoài, tức là cả mộng ở hai bên, gọi là mộng kép đấy. Thì như vậy bản chất của cái mộng này nó chính là cái tổ chức của kết mạc, nhưng mà nó thoái hóa, kết mạc thoái hóa đi, tức là cái tổ chức dưới kết mạc nó không còn mỏng như bình thường nữa, mà nó tăng sinh, tạo thành một khối gồ lên, và như vậy nó tạo mộng như này, thì gọi vì vậy gọi là kết mạc. Về triệu chứng cơ năng thì khi bệnh nhân bị mộng sẽ thấy là bệnh nhân có cộm, có ngứa, hoặc là rất dễ gây viêm. Chúng ta thấy cái triệu chứng này là của cái bệnh gì ạ? Đây là cái triệu chứng của bệnh khô mắt, đúng không ạ? Vì mặc dù với những bệnh nhân bị cộm, bị mộng ấy, thì nước mắt có thể tiết ra bình thường, nhưng bề mặt răng cầu không bình thường, là nó có một cái khối gồ lên bề mặt răng cầu, và khi mi chớp thì cái khi nước mắt không được tạo một cách hoàn chỉnh, và nó gây ra triệu chứng của bệnh nhân khô mắt. Ngoài ra thì thị lực có thể giảm nếu có trường hợp mà mộng to gây co kéo và làm cho cái giác mạc nó bị loạn thị, hoặc là những trường mộng to nữa nó che vào cái vùng trung tâm, vùng trục thị giác, cũng làm cho bệnh nhân bị giảm đi. Và một cái lý do nữa là gây bất thẩm mỹ cho mắt. Thế thì về giải phẫu thì cái mộng thì nó còn 3 phần. Chúng ta lấy cái vùng rìa kết giác mạc này, nó chia đôi ra, thì mộng nó có 2 phần, là phần trước là đầu mộng này, và đằng sau đó là thân mộng. À, cái đầu mộng nó có một cái phần chúng ta sẽ nhìn thấy mờ mờ đấy, gọi là phần lưỡi chai, là cái phần mà mộng sẽ tiến triển tăng sinh của giác mạc, cái mộng mà tăng sinh rất là nhiều, tiến triển có thể rất là nhanh. Thế và khi mà làm giải phẫu bệnh ra ấy, thì thấy là đây là một cái thoái hóa chun của collagen ở dưới kết mạc nhu mô, và có sơ mạch bên dưới biểu mô. Để
nước ngoài thì gọi là lỗ vốn. Đây ta có thể thấy nhìn thấy nhảy, đây là một này đúng không? Mới bắt đầu xâm lấn vào thôi. Độ 2 tức là nó vào đến khoảng
biết ở đây là một bệnh nhân mà sau khi rét hết pet tay đi tay lại nhiều lần, và tôi thấy là cái lắng động ở vùng trung tâm liên kết vùng tâm vàng. Đến ta trên cái nhảy cắt khe để ta nhìn kỹ, thấy là đây là một cái búi mạch rất là to. Vào đây, đi vào đây, và đây là cái nguyên nhân mà gây ra cái lắng động liên kết này. Thì về điều trị thì chỉ có cách duy nhất là đến với trường nặng như này này, nếu mà nhẹ ta không cần điều trị gì cả, và chúng ta lưu ý với cái bệnh toàn thân thôi. Còn nếu nặng thì chúng ta có thể là như này chẳng hạn, thì nó ảnh hưởng thị lực rất là nhiều, nhưng chỉ còn thị lực đến ngón tay thôi. Chúng ta phải ghép ra mạc xuyên, và ghép ra mạc xuyên thì chúng ta phải lưu ý đến cái bệnh nguyên của nó, như là bệnh nhân bị hép pet chẳng hạn, thì vấn nhân hép pet và tân mạch nhiều này thì cái nguy cơ phản ứng lại ghép sau mổ nó cao, và hai là hép pet sẽ tái dễ dàng tái phát trên mình ghép, bởi vì sau khi ghép tân mạch như vậy chúng ta phải dùng corticoid để điều ức chế cái phản ứng lại những ghép, đề phòng là phản ứng lại ghép, và chính cái cortisone này có thể nó làm cho cái hép pet nó tái phát lên, chúng ta phải điều trị thuốc dự phòng. Nếu mà chúng ta xác định chắc chắn cái tổn thương sẽ lipid này là do hép pet. Một cái bệnh tiếp nữa là bệnh thoái hóa giác mạc giải băng. Thì đây là một cái lắng động muối canxi ở cái vùng màng bao man, nó thường làm nông lắm ở màng bao man thôi, và có thể là màng đáy biểu mô và lớp mô nhu mô trước. Nguyên nhân thì thường gặp tại mắt, hay gặp là viêm màng bao man mãn tính. Chúng ta nếu mà đi lâm sàng, chúng ta hay thấy cái bệnh cảnh là một đứa bé nó chả có triệu chứng gì, tiên đến chúng ta trong một ngày từ mẹ nói là bị mắt cộm đỏ, và khi khám chúng ta thấy là có xuất hiện xóa giải băng trên giác mạc và biểu hiện một cái viêm màng đỏ mãn tính. Bệnh nhân có bị đục thể tinh, có dính đồng tử và kèm theo một xóa giác mạc giải băng, là bệnh nhân hầu như trước đấy không có triệu chứng gì cả. Viêm giác mạc mãn tính, viêm màng đỏ mãn tính trẻ con, trẻ em thì cái này rất là nguy hiểm, nó gây ảnh hưởng thị lực. Ngoài ra thì xóa giải băng còn gặp trong những cái trường hợp keo nhãn cầu, những trường hợp mà có mổ dịch kính võng mạc và gom dòng silicon, sau đó dòng silicon nó ra tiền phòng. Rồi gặp trong những trường hợp mà phù giác mạc mãn tính có thể gây ra cái giải băng. Rồi viêm giác mạc mãn tính nặng hoặc là tra thuốc kéo dài, những cái thuốc tra, ví dụ thuốc tra điều trị glaucoma nhá, những cái thuốc mà nó làm cho rối loạn chuyển hóa canxi ở biểu mô giác mạc thì nó sẽ gây ra lắng động canxi ở giải mạc hoang mạc. Và có thể do tuổi, một số người tuổi cao thì có thể xuất hiện cái giải băng này, và có thể xuất hiện những người mà sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có liên quan gì rối loạn chuyển hóa canxi hay là bệnh gì khác cả. Thoái hóa giải băng có thể gặp trong cái chuyển hóa, và chuyển hóa thì cái này hiếm hơn. Trong những bệnh rối loạn chuyển hóa canxi, bệnh nhân tăng acid uric hoặc những bệnh nhân suy thận mãn cũng hay gặp cái thoái hóa giải băng theo. Về lâm sàng thì khám tôi thấy là có cái lắng động màu trắng thành giải băng ở vùng khe mi, và cái lắng động này thường là cách rìa, nó bắt đầu từ hẳn ra từ vùng rìa mà nó cách rìa mà khoảng trăm. Thế mà đầu tiên là nó xuất phát từ vùng rìa, sau đó nó chạy dần vào trung tâm và nó sát nhập lại với nhau thành giải băng hoàn chỉnh, chạy qua mặt trước của trung tâm giác mạc. Và những trường hợp nặng ấy, thì cái thoái hóa giải băng này, cái thoái hóa canxi này có thể nó lồi lên trên bề mặt và nó bong ra và nó gây rất nhiều kích thích cho mắt bệnh nhân. Đây là hình ảnh bị thoái giải băng, bệnh nhân bắt đầu sớm chúng thấy là chỉ có một ít lắng động canxi ở đây thôi, hai bên. Thế vào giai đoạn mà nặng rồi thì toàn bộ cái mặt trước của giác mạc nó được bao phủ bởi cái lớp trắng, nó gọi là băng, thì bờ này nó giống như bằng hình lông vũ, nó luôn luôn cách cái giác mạc bởi một khoảng trong. Ở đây và thường đến ta phóng đại ra nhìn kỹ thì thấy là trên cái giải băng này nó có những cái lỗ nhỏ mà người ta giải thích đấy là do cái chỗ xuyên qua của cái sợi thần kinh giác mạc xuyên qua màng bao man. Tại vì khi cái chỗ mà xuyên qua màng man như vậy thì nó sẽ không lắng động canxi được, và để cái lỗ nhỏ trên cái giải băng này. Đây là một trường hợp phá giải băng mà khi chúng ta đã gọt rồi tái phát lại. Về điều trị thoái hóa giải băng thì chúng ta có nhiều cách. Nếu mà cái giải băng mà ít, chúng ta gây kích thích ít và tỷ lệ không giảm nhiều, chúng ta không cần phải điều trị. Chúng ta chỉ cần dùng thuốc bôi trơn dưỡng mắt thôi. Với những trường hợp mà như này, nặng như là che phủ, chúng ta phải dùng phẫu thuật để đánh bỏ nó đi. Thì có rất nhiều cách phẫu thuật. Thì chúng ta thấy là cái màng cái này thì nó chỉ cái lắng động này nó chỉ ở màng bao man thôi, và chúng ta chỉ cần dùng cái dao cạo biểu mô, cạo cái bề mặt này thôi. Dao có thể dùng cái dao rạch da cạo trên bề mặt giác mạc thì cái lắng động này sẽ bong ra. Chúng ta đừng nên dùng dao gọt để gọt giác mạc, tại vì sao? Thứ nhất là gọt giác mạc chúng ta không kiểm soát được cái dao đi sâu bao nhiêu, và chúng ta có thể lấy cả cái nhu mô lành đi nhiều hơn.
là cần thiết. Cái thứ hai là chúng ta khó tạo được cái bề mặt giác mạc nhẵn bóng. Vì vậy sau mổ thì bệnh nhân loạn thị rất là cao và nó không cải thiện thị lực được. Chúng ta cần nạo, dao để nạo thì nó bong biểu mô ra, bong hết cái canxi đi và nó đến lớp mà màng man qua là lấy hầu như đến lành rồi. Ít trường hợp mà nó xuống sâu, nó trừ trường hợp mà chúng ta điều trị tái phát thì nó đọng sâu ở nhu mô trước thôi, còn lại thì đa phần lớn là nó nằm ở cái màng man. Chúng ta có thể dùng phương pháp eta canxi, tức là dùng cái eta canxi, nó là cái chất mà nó gấp gọi là gấp canxi ấy. Thì chúng ta nạo toàn bộ cái đầu tiên chúng ta nạo cái biểu mô giác mạc đi, sau đó chúng ta dùng cái eta canxi chúng ta thấm vào cái miếng collagen gelatin và đặt lên trên giác mạc khoảng vài phút. Sau đó thì cái eta canxi này sẽ gấp canxi và làm hòa tan canxi, và chúng ta sau đó chúng ta rửa sạch đặt kính tiếp xúc, tra thuốc kháng sinh chống viêm và nó sẽ ổn. Nếu chúng ta không có eta canxi thì chúng ta đơn giản ra như tôi trình bày vừa nãy, chúng ta có thể đơn thuần dùng cơ học nạo tạo cái biểu mô đi. Thế và nếu mà chúng ta có điều kiện hơn nữa thì chúng ta dùng laser excimer để cắt, để gọt giác mạc, thì đây là phương pháp lý tưởng rồi, nhất là khi mà cái lắng đọng canxi này nó nằm ở lớp nhu mô trước, thì nếu chúng ta cạo biểu mô thì sẽ không hết được, và chúng ta gọt giác mạc thì nguy cơ sẽ làm cho như nguy cơ tôi nói, tức là làm cho mất cái nhu mô lành cũng như là làm cho cái bề mặt nó bị gồ ghề. Vậy chúng ta dùng cái laser excimer cắt, thì laser nó có tác dụng là gì? Rất tốt là nó có thể định được là mình cắt sâu bao nhiêu và gọt đến hết lớp lắng đọng canxi đi, và để cho bề mặt rất là nhẵn bóng, và sau đó thì lực cải thiện rất là nhiều. Bệnh thái tiếp theo của thoái hóa giác mạc đó là thoái hóa giác mạc dạng hạt Sandman. Thì trước đây chúng ta xem đây là một cái loạn dưỡng giác mạc, tuy nhiên sau này khi mà nghiên cứu mô bệnh học cũng như là nghiên cứu về gen thấy rằng là nó không liên quan đến cái di truyền, vì vậy người ta xếp nó vào hình thái thoái hóa. Thì Sandman thì nó có hai hình thái, thứ nhất là hình thái nguyên phát và thứ phát. Thứ phát thì nó hay kèm theo sau một cái viêm giác mạc mãn tính, đặc biệt là bệnh mắt hột, sau viêm kết mạc mùa xuân, sau khi bệnh nhân bị sởi, và nó hay kèm theo với những kích thích mãn tính trên bề mặt giác mạc, ví dụ bệnh nhân có bị quặng chẳng hạn, thì một thời sau có thể hình thành cái Sandman này. Và có thể gặp trên những trường hợp mà không có viêm, bệnh không có viêm ở mắt có thể gây ra cái Sandman, đó là loạn dưỡng thái biểu mô hoặc là cái sau phẫu thuật giác mạc, như là một số trường hợp đặt kính thức cứng để điều trị thì có thể lần sau cũng xuất hiện cái tổn thương hạt Sandman. Về nguyên phát thì nó không kèm theo tổn thương khác, là chúng ta chỉ phát hiện thấy hạt Sandman trên giác mạc thôi và không kèm theo có tổn thương khác, thì người ta thấy rằng nó hay kèm theo hay gây ra sau một cái rối loạn chức năng tuyến Möbius. À, những trường hợp này thì ở nữ gặp nhiều hơn nam rất nhiều, tức là thấy rằng nữ với nam tỷ lệ 9/1. Thì khi khám trên lâm sàng chúng ta thấy là những cái tổn thương hạt màu xám lồi lên trên bề mặt của giác mạc, nhu mô xung quanh có thể đục. Đấy. Cái tổn thương này có thể nằm trên vùng sẹo của giác mạc hoặc là vùng trong, và đáy hạt chúng ta hiển thị có thể thấy những cái tố kim loại. Và với những này chúng thấy rằng rõ ràng là nó gây ra cái rối loạn bất ổn định của phiêu nước mắt, nó gây ra cái triệu chứng của phiêu nước mắt. Thì bệnh nhân này là do kích thích mãn tính của một cái quặng mí dưới, đúng không? Đấy là nó liên quan. Và khi làm giải phẫu bệnh ấy, chúng ta thấy là thoái hóa sợi collagen cũng như là cái thoái hóa kính ở đây. Và điều trị cái này thì đơn giản vô cùng, chúng ta vì nó chỉ bám trên bề mặt giác mạc mà thôi, do đó chúng ta chỉ cần dùng dao để gọt nhẹ có thể bong toàn bộ này ra. Tuy nhiên thì nó dễ tái phát. Và vì vậy thì ngoài cái việc điều trị cái hạt này ra, chúng ta phải điều trị cái bệnh nguyên của nó, cái nguyên nhân mà nó gây ra cái hạt Sandman này thì nó mới có thể duy trì lâu dài được. Một hình thái nữa là thoái hóa vùng rìa Terien. Thì đây là cái bệnh gọi là mỏng vùng rìa, mỏng cái vùng chu biên của giác mạc, một cái bệnh ít gặp và tự phát là không lên mà không gây viêm. Thì nó có thể xuất hiện ở cả hai bên hoặc một bên, và hai bên thì có thể cái mức độ không giống nhau. Người ta thấy rằng là bệnh này nó hay gặp ở nam giới, và thường trong cái tuổi từ 20 đến 40 và đặc biệt là sau 40 tuổi. Và ban đầu thì thường không có triệu chứng gì cả, và bệnh nhân chỉ đến chúng ta khi mà cái thoái hóa này nó làm cho vùng rìa nó mỏng nhiều. Tổn thương thì bắt đầu bằng cái chấm đục nhu mô màu vàng trắng ở phía trên và cách rìa một khoảng giác mạc trong, chứ nó không sát vào vùng rìa. À, nó có thể có tân bệnh nông kèm theo và nó tiến triển dần dần theo vòng tròn. Vùng rìa sẽ mỏng dần đi và tạo thành cái rãnh
điểm khô phía trên thì bình thường, và cái đặc biệt cái này nó có dễ có thể thủng tự nhiên và hoặc sau chấn thương. Thế tôi đã điều trị cho một cháu bé nó khoảng 16 tuổi, cứ thỉnh thoảng nó đến và mắt chóng nhìn gì cả, và y rằng là khám nó xẹp tiền phòng thủng, sau nó băng ép tự về hướng dẫn nó băng, buổi tối thì có cái băng, băng tự nó băng lại, và vài hôm sau thì nó liền rất là nhanh và nó thủng rất là dễ, có thể tự nhiên thủng hoặc là sau cái rụi mắt nó nhẹ. Và thị lực thì giai đoạn sớm thì nó chưa bị ảnh hưởng, giai đoạn muộn thì nó giảm rất là nhiều do cái loạn thị. Bởi vì khi mà giác mạc nó mỏng phía trên như vậy thì làm cho cái giác mạc nó bị lồi ra, nó không còn cong đều nữa, làm cho gây cái loạn thị nặng trên giác mạc, và có thể kèm theo từng đợt viêm và đau. Về điều trị thì chúng ta điều trị bằng kính tiếp xúc cứng, để với mục đích là gì, để nó làm cho cái giác mạc cong đều trở lại, làm cho duy trì được cái chức năng thị giác, đồng thời nó sẽ hạn chế được cái thủng giác mạc. Là trường nặng nó thủng nhiều hoặc là dọa thủng nó nặng, chúng ta có thể phẫu thuật ghép rìa. Tuy nhiên trường hợp ghép rìa như trường hợp này thì vì nó nằm sát vùng rìa, do đó mà cái nguy cơ phản ứng lại để ghép cũng như hỏng ghép khá là cao. Đây là hình ảnh một bệnh nhân bị thoái hóa perien, thì chúng ta thấy rằng là cái dấu hiệu đầu tiên của nó ấy, khi có chưa có cái mỏng này thì thấy là dấu hiệu những cái lắng đọng và vàng trắng ở đây ghép quy mô một đoạn. Mà khi mà khám bệnh nhân có những tổn thương như này, chúng ta thấy sự cảnh giác sau này có thể diễn thành cái mỏng thành cái perien, thì cũng thấy là ở đây nó mỏng vùng rìa rất là mỏng, ở chỗ này hầu như chỉ còn một tí nhu mô thôi và chuyển nó bằng lesme thôi, và nó mỏng đi dần dần nó chu viên. Đặc điểm của cái rãnh này là gì, là cái phần mà vùng rìa thì nó thoại, nhưng cái phần phía mà cái phía rãnh mà phía trong trung tâm giác mạc ấy, thì nó dựng đứng lên, phần này thì nó thoại. Thế thì một số người hỏi tôi là thế thì phân biệt thế nào giữa cái thoái hóa perien và cái loét giác mạc Borren, hai cái đấy chúng ta hay dễ nhầm lẫn. Thì loét giác mạc Borren là cái bệnh, nó là gọi là loét rồi, nó là có viêm loét hẳn hoi, thì nó có viêm, có nhiễm trùng, có viêm và có loét. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi chúng ta nhuộm fluorosin thì cái loét Borren nó bắt màu vì nó là ổ loét mà. Còn cái thoái hóa perien thì mặc dù cái nhu mô nó mỏng như này nhưng mà phía trên vẫn được bao phủ bởi lớp biểu mô, và chúng ta nhuộm thì nó không bắt màu. Thế mà đặc điểm của cái ổ loét Borren ấy thì bờ phía ra trung tâm giác mạc thì nó ăn lõm vào trong, nó bị lõm sâu vào trong, nó tạo giống như đào cái đường hầm vào trong ấy. Thế còn cái loét do cái thoái hóa perien, mỏng perien, thoái hóa perien ấy, thì cái vùng ngoài thoái thoải và vùng này nó đứng nó không bị vào trong, và nó không có thèm viêm nhiễm gì cả. Chúng ta thấy là một cái tổn thương khá là nặng, đúng không ạ? Ở đây cái nhu mô thì bị mỏng gần hết, mà nhân mắt như yên ổn, không có phản ứng viêm, không có tân mạch, không có gì cả. Ngược lại thì với những loét Borren thì chúng ta sẽ thấy một trên một cái tình trạng mắt là có phản ứng viêm, chỗ cái vùng loét giác mạc đấy thì cái kết mạc nó tương tụ lên và nó phát triển viêm, và một số trường hợp thì có thể gây bị nhiễm trùng, thì cơ thể sẽ loét giác mạc ra hoại tử. Đấy là một số cái hình thái mà thoái hóa giác mạc mà chúng ta hay gặp, và tôi giới thiệu với các bạn chúng ta có thể nắm được về đặc điểm lâm sàng của nó. Thì sau đây các bạn có câu hỏi gì thì có thể đặt câu hỏi, chúng ta có một số thời gian để chúng ta cùng trao đổi. Đây có một số bạn hỏi tại sao mộng hay phát triển ở góc trong. Thì nó cái này thì người ta nói là nó hiện tại không rõ ràng, người ta đưa ra một số cái giải thích mà như tôi nói ở trên bài giảng, tức là người ta cho rằng là mộng là do cái tia cực tím ấy, cái đột biến gen. Thế và cái góc trong mắt ấy, thì ngoài cái chuyện mà tác dụng trực tiếp tia cực tím thành nắng mặt trời thì nó còn phản chiếu cái tia cực tím ở thành mũi vào nữa, và vì vậy mà cái góc trong mắt thì luôn luôn bị tác động tia cực tím nhiều hơn, và có thể đấy là lý do mà nó làm cho mộng ở góc trong nhiều hơn. Bạn hỏi là thoái hóa panicula sau phẫu thuật có cần phải ghép kết mạc hay không, thì cái này không cần phải ghép kết mạc vì cơ chế của nó không phải là thăng sinh tổ chức dưới kết mạc như là mộng, thì chúng ta không cần ghép. Tuy nhiên nếu mà cái kết mạc phía đấy mà nó bị cương tụ nhiều, mà có thể chúng ta thấy lại nếu chúng ta cắt dần thì cho hết đó thì có thể nó hụt kết mạc, hoặc là chúng ta cắt ít thì nó vẫn còn ảnh hưởng thẩm mỹ, chúng ta vẫn có thể ghép kết mạc đấy được, thì nó tăng cái thẩm mỹ cho một mắt bệnh nhân. Một bạn hỏi là bệnh nhân bị thoái hóa perien, nếu mổ pha cô nên chọn đường rạch chính như thế nào để chăm sóc hậu phẫu. Thì với bệnh nhân perien chúng ta mổ pha cô rất thận trọng, bởi vì là một là đo khúc xạ giác mạc nó sẽ loạn thị rất là cao, và vì như vậy thì
nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị lực sau cái phẫu thuật. Cái thứ hai nữa, những cái động chạm vào vùng rìa ấy thì sẽ làm cho kích thích cái phản ứng miễn dịch và làm cho cái thoái nặng lên. Do đó tốt nhất là chúng ta, nếu mà chúng ta đi tầm khoảng tốt nhất, tránh cái phần mà cái thoái hóa tiến triển, ví dụ ở phía trên thì chúng ta tránh vào phía trên, hoặc là phía dưới thì hoặc là phía trung biên thì thường là cái tai đen nó từ phía trên, hay gặp ở phía nửa trên trước, và có thể tiến triển sâu dưới. Vậy chúng ta nên đi cái đường rạch đường vùng trung biên, và tốt nhất là đi vào đường hầm cùng bằng tốt nhất, đường đi thẳng sang mặt trong thì có thể từ đấy nó sẽ gây ra cái tiến triển của cái tai đen. Chăm sóc hậu phẫu thì chúng ta cũng chăm sóc như bình thường thôi, nhưng mà lưu ý cái thoái hóa tai đen nó có thể tiến triển nặng thêm. Kinh nghiệm phẫu thuật mộng tái phát thì cái này thì nói chung là nó không có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng mà khi mà phẫu thuật mộng tái phát chúng ta lưu ý thế này. Thứ nhất là phụ thuộc vào cái người mổ trước của chúng ta. Nếu mà người mổ trước mà kỹ quá, tức là tách kỹ quá, thì chúng ta biết là cái cơ trực ấy nó được bao phủ bởi bao cơ. Cái bao cơ đấy giúp cho cái cơ nó không bị dính vào các tổ chức xung quanh, bởi vậy nó có thể di chuyển dễ dàng khi chúng ta liếc mắt. Và khi chúng ta phẫu thuật, nếu chúng ta phẫu thuật cho người quen, người nhà mà chúng ta thể hiện kỹ quá, tách kỹ quá, thì cái bao cơ đấy nó sẽ bị rách và nó dính lung tung vào cái tổ chức xung quanh. Và khi mà chúng ta phẫu thuật mộng, chúng ta rất dễ bị cắt vào cơ. Đấy, vì vậy mà kinh nghiệm khi mổ tái phát thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta đừng tách sâu quá vào phía góc. Cái thứ hai là chúng ta cố gắng là đừng tách sát, bám sát về bản dẫn cầu, vì bám sát về bản dẫn cầu rất dễ bị vào cơ trực, và chúng ta vừa tách vừa quan sát. Và cái cơ ấy, thì nó có đặc điểm của phân cơ và chạm nhẹ và chảy máu rất là nhiều. Vì vậy chúng ta phải tránh đó. Là thường là cái cơ thì nó nằm sâu dích đạo, nên chúng ta cũng ít khi mà chạm đấy. Chúng ta tách đúng theo nguyên tắc thì ít khi bị chạm, mà nhưng mà nếu mà chúng ta tách sâu quá thì có thể chạm cơ trực và có thể gây đứt cơ trực. Và đặc biệt là trong phẫu thuật mộng tái phát thì nó sơ dính cái chỗ phần nền củng mạc rất là nhiều, cũng như là mạch máu rất là nhiều, và khi mổ thì chảy máu nhiều và sẽ rất là khó khăn khi mà chúng ta phẫu thuật. Ta cần cầm máu tốt. Thế và với cái phẫu thuật mộng tái phát, nếu mà chúng ta mổ trước đấy tốt rồi mà vẫn tái phát thì nguy cơ cái cơ địa như là tái phát cao, chúng ta có thể dùng thêm một số thuốc áp thuốc chuyển hóa áp mitoxin C 0.2% chẳng hạn để chống tái phát. Tuy nhiên thì chúng ta phải hết sức thận trọng trong áp mitoxin C, vì có những trường hợp đã bị loét thủng giác mạc do dùng thuốc đó, thì chúng ta áp làm sao mà đừng để nó cái thuốc thì nó dính vào cái vùng bọc giác mạc, có thể gây ra loét viễn giác mạc sau này, không là thậm chí là có một số trường hợp thì nó gây loét viễn củng mạc, gây thủng. Các bạn hỏi là sau khi phẫu thuật mộng thì chúng ta vòng đủ giác mạc Có một bạn hỏi là có loại mộng mỡ không ạ? Nếu có thì phân biệt sao với nang kết mạc? Cái mộng mỡ tôi chưa nghe đến bao giờ, thì không hiểu là đấy nó như thế nào. Thì mộng là bản chất mộng của tăng sinh sơ mà, tăng sinh sơ mạch ở dưới kết mạc thì có thể có sơ mạch máu. Nên mỡ thì có thể là trong một trường đặc biệt nào đó nó có. Thì mộng thì thường kèm theo nhiều tân mạch, chứ còn nếu mà nang thì nó không có tân mạch đâu, nó chỉ có một cái mộng một chân thôi. Có bạn hỏi là với vòng đục giác mạc thì khi mổ pha cô đường rạch qua vòng vùng mạc quá nhiều thì không nên xả đường gì cả. Thì đây nó là cái lắng đọng của lipid ở chỗ giác mạc thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì đến cái tiến triển lành của cái vết mổ. Có một câu hỏi là dùng chỉ sau phẫu thuật mộng với chỉ 80 90 hoặc là 10 thì loại nào ưu điểm ít khách hơn? Thì chúng ta biết rằng mộng này chỉ nó có hai loại. Một cái loại là có nguồn gốc hữu cơ, đúng không ạ? Thì nó tiêu được, và loại nguồn gốc vô cơ tức là ly lông hoặc là vitrin. Thì nếu mà chúng ta không chỉ mà có nguồn gốc hữu cơ thì nó có đặc điểm gì? Cái chỉ hữu cơ nó gây viêm rất là nhiều và nó làm cho cái tổ chức nó liền tốt hơn. Chúng ta khâu da chẳng là khâu mà chỉ tiêu thì nó liền tốt hơn, vì nó kích thích cái phản ứng viêm ở da nhiều hơn.
kích thích bản thân viêm và tổ chức kết mạc nhiều hơn và làm cho liền tốt hơn. Tuy nhiên thì nó lại gây ra khó chịu, kích thích cho bệnh nhân. Vì vậy mà người ta hay chọn cái chỉ trơ là chỉ ni lông hoặc là chỉ Prolen, là cái chỉ mà nó không kích thích, nó không gây ra cái phản ứng viêm tổ chức. Và khi khâu mổ họng, chúng ta cần lưu ý cái đầu chỉ nó dài ra một chút. Khi mà chớp mắt thì cái chỉ nó nằm xuống, chúng ta đừng cắt chỉ nó ngắn quá, nó sẽ gây chớp, nó sẽ gây khi mà chớp mắt gây chọc vào kết mạc, gây kích thích. Nếu mà chỉ 90, 10, 80 thì chúng ta đều không được cả. Tuy nhiên thì theo tôi nên khâu chỉ 10 tốt hơn. Thì chỉ càng nhỏ thì nó càng đỡ kích thích, và cái chỉ nhỏ với 10 thì đều hoàn toàn có thể là mình có thể khâu kết mạc được, hoặc là khâu 90 cũng được, hoặc là 10 thì được cả, không sao. Tùy điều kiện của chúng ta. Có một câu hỏi là phân biệt giữa viêm loét thẩm lậu miễn hóa rác mạc như thế nào? Câu này thì đầu tiên phải ra các cái bạch cầu từ nước mắt, từ mạch máu vùng rìa, từ thủy dịch nó vào, với mục đích là để giải quyết yếu tố gây bệnh đó. Là khi mà trong quá trình mà phản ứng giữa bạch cầu đó và cái yếu tố gây bệnh thì và trong cái hạt, mà cái hạt đấy nó chứa các men collagenase, và khi mà bạch cầu nó vỡ ra, như vậy thì một cái quá trình viêm ở giác mạc nó diễn biến qua các giai đoạn như sau. Thứ nhất là giai đoạn đầu, tức là khi mà cái tế bào viêm nó xâm nhập vào trong giác mạc thì người ta gọi là thẩm lậu. Nếu nhận đến chúng ta giai đoạn này, chúng ta thấy là cái giác mạc có một đám mờ trên giác mạc, mờ trên giấy không rõ, và khi đó thì các tế bào bạch cầu đã tập trung thì nó các bạch cầu ra, chúng ta thấy có đám thẩm lậu đặc, ta nhìn thấy cái mờ mờ đấy, đặc lại một đám đặc, khi đấy bắt đầu có hoại tử rồi. Và khi cái hoại tử đấy nó vỡ ra trên bề mặt giác mạc thì gây mổ loét. Khi mà cái lớp thẩm lậu đặc đấy nó nằm trong nhu mô thì cái đấy người ta gọi là áp xe. Áp xe là một cái tổ chức viêm được bọc trong một chức lành, tổ chức hoại tử được bọc trong chức lành. Thì chúng ta đừng nhầm lẫn cái chẩn đoán giữa áp xe với loét giác mạc. Thì cái câu hỏi của em thì nó nằm trong cái quá trình viêm. Có thể cái viêm này có thể là do độc tố của vi khuẩn, có thể do cái yếu tố khác, nhưng mà quá trình viêm tổn thương trên giác mạc nó đều diễn biến qua các giai đoạn đó hết. Nhuyễn giác mạc là bản chất của nó là sự tiêu của nhu mô, thì tiêu nhu mô cũng có thể do hoại tử của giác mạc, cũng có thể do là cái yếu tố miễn dịch nó tiêu nhuyễn cái nhu mô đi. Kinh nghiệm khi mổ mộng kép hai góc thì chúng ta thường lấy, theo tôi thường lấy được cái mảnh ghép, thường góc trong thì nó rộng hơn góc ngoài, do đó mà chúng ta lấy cái mảnh ghép ở phía trên để ghép một góc, ở phía dưới ghép một góc nếu như cái mắt nó còn tốt. Hoặc nếu mà bệnh nhân mà thiếu kết mạc thì chúng ta có thể lấy kết mạc ở phía bên kia sang, hoặc là chúng ta có thể thay bằng ối ghép được em hay không. Sau phẫu thuật mộng có nang kết mạc thì cách xử lý thế nào? Thì có nang kết mạc sau mổ mộng thì thường là do chúng ta khi mổ ra vùi cái mép kết mạc vào, và nó cái biểu mô nó vùi vào trong, nó thành mộng và thành cái nang ấy, thì chúng ta phải mổ lấy đi thôi, mổ lấy, và nguyên tắc để nang không tái phát chúng ta phải lấy toàn bộ cái bọc nang đi. Thì nếu chúng ta để cái nang nó vỡ ra, chúng ta không lấy được hết cái bọc thì nó vẫn còn thì vào biểu nội mô và nó sẽ tạo thành cái nang mới. Cách kết mạc tự thân trong mổ mộng thế nào để không đỡ bị dính tơ đông? Cái này rất dễ thôi. Chúng ta biết rằng cái giải phẫu của kết mạc ấy, thì kết mạc nó chỉ dính chặt ở cái xung quanh mạc, ở cái vùng rìa, trên 1-2 ly vùng rìa thôi. Còn từ đó trở đi là kết mạc nó rất là lỏng lẻo. Vì vậy, khi mà cắt kết mạc, chúng ta cắt xa vùng rìa ra. Chúng ta dùng cái banh cắt nhẹ trên kết mạc và kéo nó cao lên. Thì khi đó thì kết mạc tách hoàn toàn tơ đông ở dưới. Chúng ta cắt kéo ở phía xa đó và ta luồn vào tách vào phía trong. Và nguyên tắc là khi cắt cái tách kéo ấy, chúng ta đừng cắt, chúng ta luồn cái kéo xuống dưới bạt kết mạc, đừng bao giờ cắt cả, chúng ta chỉ mở rộng kéo thôi,
mở rộng kéo ra và để nó tách ra thôi, chứ dùng cắt cho người ta có thể cắt đứt vào cái kết mạc. Thì rất đơn giản, và sau đó thì sau khi cắt rồi nó lật cái vạt lên, cắt là cắt ba cạnh rồi nhé, còn để cạnh vùng rìa lại, và nó lật lên trên giác mạc, và chúng ta có thể tiếp tục cắt cái phần còn dính lại ở đó, sau đó chúng ta lật cái vạt ngược lại xuống và nó cắt kết mạc và kéo trượt nó sang bên phần phần bọn. Cho hỏi là trường hợp bệnh lý màng máu giác mạc có phẫu thuật được không ạ? Màng máu giác mạc thì chúng ta phải phân biệt là màng máu giác mạc tức là một cái tổn thương mạch nông, tức là nó gồm có sơ mạch, nó đang sinh nông thì thường ở màng máu man và lớp mô nông thôi. Còn tân mạch sâu thì nó lại khác. Thì với trường hợp này nếu mà nó không ảnh hưởng đến cái thị lực, chúng ta chẳng cần phải phẫu thuật làm gì cả. Tự nó sẽ hết. Và khi mà cái bệnh lý gây ra nó, ví dụ là cái viêm nhiễm giác mạc hết thì nó tắc lại, nó sẽ thoái triển đi thôi, người ta gọi là mạch ma, post cell, chứ người này phẫu thuật. Trong trường hợp Tarien cũng có vòng đục giác mạc, vậy có khi nào nhầm với vòng đục giác mạc tuổi già không? Cái này thì không, thì trong Tarien thì nó cái đục này nó là cái đám đục màu vàng trắng ở trên giác mạc ở vùng rìa, và nó nhìn thấy ranh giới nó rõ, và nó chỉ từng đám thôi, chứ nó không là vòng toàn bộ như là khỏe người già, và thường nó kèm theo với cái mỏng như mô, nó tạo thành một cái rãnh, là cái rãnh xung quanh như mô, chứ nó không giống như là cái lòng người già. Sau khi phẫu thuật mộng có phù mảnh ghép thì điều trị như thế nào? Phù mảnh ghép sau điều trị mộng là rất hay gặp, nó bình thường thôi, nhưng em có thể điều trị. Em có thể là điều trị thuốc chống viêm kháng sinh bình thường thì nó sẽ đỡ, và một cái nữa tức là có một cái hình thái tức là do cái sự ứ động của cái nứt nương ở bên dưới của cái mảnh ghép đấy, thì em có thể là nếu mà trong 1-2 ngày đầu có thể là vuốt nhẹ trên mảnh ghép thì nó sẽ cái dịch nó sẽ ra hết, còn không để tệ tự nó sẽ hết, tự nó sẽ tiêu dần đi. Canguilla thì phân biệt với mộng như thế nào? Hai cái này cơ chế bệnh sinh khác hẳn nhau. Mộng thì chúng ta biết là nó có hẳn một cái cấu trúc giải phẫu của nó, nhưng tôi trình bày trong bài đấy, còn Canguilla nó chỉ là một cái đám gồ lên ở vùng rìa thôi. Thì cái này phân biệt rất là dễ, nên không bao giờ nhầm cả. Mộng thì bây giờ nó có đầu mộng, thân mộng, cái cổ mộng đúng không ạ? Còn cái kia nó chỉ có một cái đám gồ lên xung quanh, có thể có mạch máu. Có bạn hỏi sau mổ ghép kết mạc tự thân có tra cortisone hay không? Cái này ta nên tra sau và kèm theo với kháng sinh dự phòng. Thì thực ra cái chỉ định chống chỉ định cortisone tra mắt là chỉ trong trường hợp rét giác mạc các bạn thử thôi. Chứ còn nếu mất trường hợp chúng ta gọt giác mạc sạch đảm bảo vô chuẩn trùng chúng ta vẫn có thể tra cortisone được. Thì cortisone có tác dụng giảm viêm rất là tốt, và nó có thể một phần nó hạn chế được cái tái phát sau này. Và từ cái biểu mô nếu mà nó lành lặn nó nhanh 1-2 ngày sau nó biểu mô hoàn toàn được, còn nếu chúng ta cẩn thận đấy, chúng ta chờ, chúng ta dùng kháng sinh với chỗ dinh dưỡng trước và chờ sau khoảng một vài ngày khi mà cái biểu mô hoàn toàn rồi chúng ta bắt đầu dùng cortisone. Và nguyên tắc dùng cortisone cũng phải giảm liều và theo dõi tác dụng phụ của nó. Sau mổ để hở vùng mạc thì xử lý như nào? Chúng ta điều trị như một cái mổ bọng đơn thuần thôi, và chúng ta theo dõi cái biểu mô hóa bên trên mặt vùng mạc như là trên giác mạc. Ghép kết mạc có khâu đính vào mảnh ghép vào vùng mạc hay không? Thì chúng ta khi mà khâu ấy, tức là có nhiều kỹ thuật có thể không khâu. Khi chúng ta dùng cái keo sinh học, keo tự sinh học tự thân hoặc là keo sinh học mà người ta làm chế sẵn đấy, dán vào thôi. Nếu mà có khâu thì ta phải khâu vào phủ mạc, tại vì khâu phủ mạc thì nó mới cố định được cái mảnh ghép. Vì khi chúng ta ghép như vậy thì cái dinh dưỡng của cái mảnh ghép đấy nó là dinh dưỡng từ thẩm thấu từ lớp trực phủ mạc và cái mạch máu xung quanh. Bởi vậy kết mạc nó gắn càng chặt xuống dưới thì cái nguy cơ thì cái dinh dưỡng càng tốt và nó càng hạn chế cái phù sau mổ. Thế và nếu chúng ta khâu vào kết mạc thì kết mạc là cái phần di động, nên khâu nó sẽ làm cho cái mảnh ghép nó không định vị tốt được, chúng ta nên khâu vào lớp trực phủ mạc thôi. Không cần khâu sâu của mạc đâu, thì khâu vào lớp tượng của mạc và để cho cái mảnh ghép nó cố định tốt của mạc là được.
nếu mảnh ghép bị lọt mặt vào trong ra ngoài thì làm thế nào, thì tiến triển thế nào, thì cái này thôi xin lỗi bệnh nhân ghép làm lại thôi, thì kiểu gì nó sẽ bong ra đúng không ạ? Thì cái lớp cái mặt mà có biểu mô sau nó bám được bên dưới cái tổ chức kết phủ mặt bên dưới được, thì nó sẽ bong cái mảnh, sẽ bong cái mảnh ra thôi, chúng ta phải ghép lại thôi. Mảnh ghép kết mạc tách sạch cơ đông có nguy cơ gì không? Này chúng ta nên phải tách sạch cơ đông, sau này cái mảnh ghép nó mới đẹp. Vì chúng ta mà còn để cơ đông ấy, thì nó sẽ mảnh ghép sau này nó sẽ có màu, nó không trắng như bình thường, có thể có màu đỏ, có thể là có mạch máu, nó cắt thì không ảnh hưởng gì cả. Thế có lẽ cũng hơi dài rồi thì chúng ta dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn thầy Tùng, cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia buổi học.